ghi nhận của phóng viên, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí về tình trạng các xe tải mang logo của một số công ty môi trường mang rác thải đến đổ san lấp tại khu đồng Tủ Sáo, thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng đã lập tức có động thái vào cuộc kiểm tra và lập biên bản đình chỉ ngay hành vi đổ thải san lấp trái phép, đồng thời tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nâng cao ý thức người dân, kiên quyết đấu tranh chống tình trạng đổ chất thải bừa bãi diễn ra trên địa bàn, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước đó, báo Điện tử Tầm Nhìn đã liên tục phản ánh tình trạng các xe tải chở rác mang biển hiệu xe phục vụ vệ sinh môi trường và vì môi trường xanh sạch đẹp. Qua tra cứu, biển số và logo gắn trên xe đã thể hiện đây là công ty cổ phần môi trường và đô thị công nghiệp Hà Nội. Biển số các xe theo ghi nhận của phóng viên lần lượt là 29C58497, 29C57833 và đặc biệt là xe 30Z9605. Các xe này liên tục chở rác thải xây dựng từ một siêu dự án đang thi công tại huyện Sa Lâm, Hà Nội về đổ thải xuống ao tại khu đồng Tủ Sáo, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo tìm hiểu thì nguồn gốc đất ở đây là đất trang trại được Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh cấp phép cho hộ ông Phạm Văn Thu đầu tư làm trang trại sản xuất chăn nuôi. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Minh Group. Sau phản ánh của báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng đã ngay lập tức cho kiểm tra và ghi nhận tình trạng đổ thải trái phép. Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ ngay tình trạng đổ phế thải xây dựng gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu chủ trang trại nói trên có hướng khắc phục hậu quả, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân cũng như là của báo Điện tử Tầm Nhìn, Ủy ban nhân xã cũng đã cho cán bộ xuống để kiểm tra thực tế, lập biên bản yêu cầu là gia đình dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc đổ đất ở khu vực trang trại và yêu cầu là khắc phục toàn bộ những cái đất mà gia đình đã đổ vào, thì hiện nay đã khắc phục xong toàn bộ những cái tồn tại theo ý kiến phản ánh của báo cũng như là nhân dân. Hiện nay thì cũng đã trả lại mặt bằng cho đảm bảo theo như lúc ban đầu. Chủ chả biết đâu, là vì nó bảo là anh em đổ một ít thì cho nó đổ thôi, thế là thì xong là mình cũng còn phải làm với khách chứ đâu thời gian đâu trông đâu. Thế xong rồi qua cái việc phản ánh cái đấy tôi dừng lại ngay và không cho làm nữa và xử lý bọn sạch sẽ. Thực ra là cái nhận thức của người nông dân là bọn tôi là chỉ biết làm thôi, cũng không nhận thức được cái việc nó nguy kinh nguy hại. Cái sau khi mà được ủy ban nói cái việc cái dừng thì gia đình đã dừng và cũng cho chuyển xử lý làm sạch sẽ lại, không để cái việc gây ô nhiễm cho địa phương và của gia đình. Trước những động thái quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng thì các xe môi trường đã ngay lập tức phải chuyển sang đổ thải trái phép ở một địa bàn khác, cụ thể là tại thôn Dùn Hội, xã Mai Lâm, cùng thuộc địa bàn huyện Đông Anh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì khác với Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng, quá trình vào cuộc xử lý tình trạng đổ thải và khắc phục hậu quả của Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm cùng các cấp chính quyền huyện Đông Anh và các cơ quan chức năng hữu quan vẫn còn đang tồn tại nhiều bất cập. Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phóng sự tiếp theo.